những casino lớn mạnh nổi tiếng nhất thế giới. Nhiều người từng cảm thấy choáng ngợp trước sự lộng lẫy của các casino trên màn ảnh. Tuy vậy, đó chỉ là lát cắt rất nhỏ so với thực tế. Ngành công nghiệp này đã tạo ra doanh thu hàng tỷ đô la và đang tiếp tục tăng trưởng đều đặn theo thời gian. Tất nhiên, để đạt được những thành tựu lớn ấy, các ông lớn sừng sỏ trong ngành cũng phải trải qua những thăng trầm từ thị trường, gia đình tới tác động của nền kinh tế xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ Covid-19. Họ đang ở trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần, cố gắng hết sức để tồn tại và duy trì hoạt động kinh doanh. Las Vegas Sands Corporation, ông trùm casino thế giới. Las Vegas Sands Corporation được Sheldon G. Adelson thành lập năm 1988. Ban đầu, vị tỷ phú này khởi nghiệp với việc thành lập công ty kinh doanh máy tính Codex. Sau khi thành lập Las Vegas Sands, Adelson và đồng sự đã mua lại khách sạn nổi tiếng Sands Hotel. Sau đó, ông bán luôn công ty Codex với giá là 800 triệu đô la Mỹ để tập trung vào kinh doanh casino và khách sạn. Trước khi về tay Adelson, Sands Hotel tập trung vào kinh doanh dịch vụ, phòng khách sạn, các chương trình hội chợ thương mại thay vì kinh doanh cờ bạc như các khách sạn khác cùng thời. Sau khi về tay Adelson, Sands Hotel được cải tạo đổi mới. Ông tiến hành xây dựng các phòng nghỉ sang trọng, tiện nghi, kèm theo đó là dịch vụ casino. Chiến lược này về sau lại trở thành mô hình hoạt động chính của công ty. Las Vegas Sands cũng là công ty kinh doanh trò chơi casino đầu tiên của Mỹ đặt chân đến khu vực châu Á. Khi người sáng lập Adelson nhìn thấy được tiềm năng phát triển tại mảnh đất màu mỡ này. Điểm đến chiến lược mà Las Vegas Sands chọn vào năm 2004 chính là Macau, nơi mà hoạt động kinh doanh casino được cấp phép hợp pháp. Theo thống kê của Forbes, Las Vegas Sands là công ty đứng đầu thế giới trong ngành công nghiệp kinh doanh trò chơi, casino, cả về doanh thu và vốn hóa thị trường. Năm 2013, công ty này có giá trị vốn hóa hơn 44 tỷ đô la Mỹ, bỏ xa các đối thủ khác với con số chưa đến 20 tỷ đô. Mặc dù thứ hạng trong bảng danh sách 2.000 công ty lớn nhất thế giới của Las Vegas Sands chỉ là 422, nhưng bao nhiêu đó đã đủ để vượt xa các đối thủ như Genting, SJM Holdings, Galaxy Entertainment khi họ chỉ mấp mé xếp hạng 700 đến 900. Một số sòng bạc lớn nhất và phổ biến nhất được sở hữu và điều hành bởi Las Vegas Sands trên toàn thế giới có thể kể đến Sandy Casino Resort, Bethlehem, Marina Bay Sands Singapore, Venetian Casino Resort, Macau và Palazzo Las Vegas. Ngoài ra thì Las Vegas Sands còn sở hữu 9 khách sạn cao cấp trên toàn cầu. Tại Mỹ, công ty này sở hữu 2 khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao tại Las Vegas Strip là The Venetian và The Palazzo. Không những sở hữu khối bất động sản khổng lồ, Las Vegas Sands còn sở hữu 15 chuyên cơ hạng sang với mục đích phục vụ ban điều hành và khách hàng VIP di chuyển giữa các chuỗi khách sạn và casino của mình. Trong số 15 chuyên cơ của Las Vegas Sands có 7 chiếc Gulfstream, 6 chiếc Boeing loại 737, 747 và 767. Lĩnh vực casino chiếm phần lớn doanh thu của công ty, năm 2012 lên đến 77%, theo sau là lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Thời gian sau này, Las Vegas Sands còn cho thuê mặt bằng địa điểm kinh doanh. Phần lớn đối tác thuê địa điểm của Las Vegas Sands là các hãng thời trang cao cấp như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel hay các công ty đồ trang sức như Omega, Cartier. SJM Holdings Limited, thành quả của vua sòng bạc Macau. Ông Hà Hồng Sơn vốn xuất thân trong một gia đình giàu có ở Hồng Kông. Năm 1943, ông đã thành lập một công ty buôn dầu hỏa và một công ty xây dựng. Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc đời đến với Hà Hồng Sơn vào năm 1961, khi ông cùng các đối tác giành được quyền kinh doanh sòng bạc ở Macau, thời đó vẫn còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Sự vươn lên của Hà Hồng Sơn trong ngành kinh doanh cờ bạc là một trong những câu chuyện kịch tính nhất trong giới doanh nghiệp Trung Quốc. SJM Holdings Limited là đứa con tinh thần của ông, đã trở thành hiện tượng. Hà Hồng Sơn được mệnh danh là vua sòng bài Macau khi đã biến nơi này từ thành phố nhỏ vùng ven trở thành một trong 4 kinh đô cờ bạc nổi tiếng nhất thế giới. Ông cung cấp việc làm cho 1/3 dân số Macau và phần lớn chi phí xây dựng cơ sở vật chất thành phố là từ túi tiền của Hà Hồng Sơn. Vào thời kỳ đỉnh cao, Hà Hồng Sơn cùng với đế chế SJM của mình đóng góp tới 80% doanh thu của Macau. Hà Hồng Sơn lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới Forbes
vào năm 1992 với giá trị tài sản ròng ít nhất là 1,1 tỷ đô la Mỹ. Đế chế SJM gần như thống trị hoàn toàn kinh tế Macau trong hàng chục năm và gia tộc họ Hà có ảnh hưởng rất lớn tại đây. Tuy nhiên, SJM Holdings đã từng bước vào giai đoạn làm ăn không mấy suôn sẻ do sự bùng nổ của cuộc chiến gia tộc họ Hà nhằm giành quyền kiểm soát đế chế casino này. Bốn người vợ và 17 người con của Hà Hồng Sơn đã kiên trì đấu đá nhau, khiến cho việc điều hành SJM cũng như việc hoạch định người kế nhiệm trở thành một nỗi ám ảnh. Năm 2011, cuộc chiến tranh giành SJM Holdings Limited bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Sau khi nghỉ hưu vào khoảng giữa năm 2018, Hà Hồng Sơn đã bổ nhiệm một số vị trí cao nhất trong SJM cho những người con thừa kế. Sau khi ông qua đời, những người con của bà vợ hai đã thành lập liên minh mới với một nhóm cổ đông khác để giành lại quyền kiểm soát bỏ phiếu trong hội đồng quản trị SJM. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé. MGM Resorts International, thế lực khách sạn và sòng bạc đáng gờm. MGM Resorts International là một công ty khách sạn và giải trí của Mỹ, trụ sở tại Nevada, vận hành các khu nghỉ dưỡng ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ, bao gồm các khách sạn Bellagio, Mandalay Bay, MGM Grand và Park MGM. Kirk Kerkorian chính là người sáng lập công ty. MGM bắt đầu hoạt động vào năm 1987 với tên gọi là MGM Grand Inc. và trở thành MGM Mirage vào năm 2000 sau khi mua lại khu nghỉ dưỡng Mirage. MGM Mirage mua lại Mandalay Resort Group vào năm 2005 và đến năm 2010, công ty đổi tên thành MGM Resorts International như hiện nay. Ngay từ thời điểm mới thành lập, MGM đã sở hữu, điều hành khách sạn và sòng bạc MGM Grand ở Las Vegas, Nevada, được coi là khách sạn và sòng bạc số 1 thời điểm đó. Về sau, công ty sở hữu hàng loạt khách sạn và sòng bạc khác như New York, New York, Whiskey Peaks, Buffalo Bills, Green Valley Resort, MGM Grand Detroit, MGM Grand Australia. Năm 2019, công ty tiếp quản sòng bạc Empire City tại Yonkers, New York, đồng thời khai trương MGM National Harbor tại Maryland và MGM Springfield ở Massachusetts. Công ty có phần lợi ích lớn trong MGM China Holdings Limited, sở hữu 50% City Center ở Las Vegas, có quyền kiểm tra đa số trong MGM Growth Properties. Đến nay, MGM đang có hơn 70.000 nhân viên làm việc tại các địa điểm khác nhau trên khắp thế giới, là một trong những công ty S&P 500 về cung ứng dịch vụ giải trí quy mô toàn cầu, từ các khách sạn và sòng bạc đẳng cấp, các phòng họp và hội nghị hiện đại, hàng loạt các nhà hàng, các dịch vụ giải trí về đêm và các dịch vụ bán lẻ. Một trong những mô hình thành công nhất của công ty này là MGM Grand Las Vegas, hiện là khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp lớn nhất tại Mỹ và lớn thứ ba trên thế giới. Galaxy Entertainment Group, thế lực casino sừng sỏ tại Macau. Được thành lập từ năm 1988 bởi Lu Chiu, tập đoàn giải trí Galaxy đã lách qua khe cửa hẹp để giành lấy suất kinh doanh sòng bạc trong 20 năm, bắt đầu từ 2002, dù không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc. Francis Lui, con trai của người sáng lập, hiện là người điều hành tập đoàn. Năm 2002, Lui chính thức xây dựng sòng bạc Galaxy Macau có vốn đầu tư trên 14,9 tỷ đô la Hồng Kông. Chính sòng bạc này đã mang lại thời cơ to lớn cho tập đoàn khi vừa tạo ra một điểm đến hấp dẫn các dân chơi bạc lớn, vừa thu hút được du khách đại chúng. Về sau, Galaxy đã lập thêm 4 câu lạc bộ đánh bạc trong các khách sạn lớn tại Macau vào năm 2004. Giấy phép kinh doanh casino của Galaxy sẽ hết hạn vào năm 2022. Tuy nhiên, Louis tự tin điều này không phải là trở ngại bởi mối quan hệ tốt của công ty với chính quyền Macau. Ông cũng bắt đầu có những động thái ở nước ngoài. Tháng 3 2018, Galaxy đã mua 4,9% cổ phần của Wynn Resorts, đồng thời thắng thầu tại Philippines và được chính quyền nước này cấp phép xây một khu nghỉ dưỡng kèm sòng bạc tại đảo du lịch Boracay. Dù vẫn lạc quan về sân nhà Macau, nhưng Galaxy vẫn chưa khẳng định sẽ đầu tư thêm một dự án mới tại đây. Ngoài sòng bạc, Galaxy tại Macau cũng cung cấp những loại hình giải trí độc đáo, chẳng hạn như công viên nước trên sân thượng hay khu nghỉ dưỡng Grand Resort Deck với hồ bơi tạo sóng, được bao quanh bởi một bãi biển nhân tạo dài 150m. Năm 2018, Galaxy thu về khoảng 13 tỷ đô Hồng Kông, trở thành cái tên thách thức những ai muốn thống trị casino tại Macau.
Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.